chào các bạn, mình là Dũng đến từ kênh sinh viên Movic Việt Nam Official. Như các bạn đã thấy, mình vừa điều khiển chiếc cửa sổ tự động này với chỉ một thao tác là nhấn remote điều khiển từ xa, rất là tiện lợi đúng không ạ? Các bạn có tò mò về nó không? Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ combo cửa sổ tự động Movic Screen này nhé. Vâng, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ sản phẩm này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn. Đây là bộ chuyển đổi nguồn từ nguồn 220 ra nguồn 24V 5A. Khi đèn báo hiệu sáng lên tức là bộ đã có nguồn. Bộ nguồn này sẽ cấp cho bộ điều khiển từ xa DKTX qua giắc cái này mình đã đấu sẵn. Và đây sẽ là đầu ra đưa dòng điện qua vào động cơ để hoạt động. Ở đây thì ta thấy bộ điều khiển DKTX này sẽ có 3 nút tương ứng, đây là nút đi lên, đi xuống và nút dừng. Trong remote cũng vậy, lên, xuống và dừng. Mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Lên này, dừng, đóng. Vâng, ở đây thì chúng ta có một bộ cửa lùa với chất liệu là bằng nhôm và kính, có chiều rộng của quả bộ là 1m6 và chiều rộng của cánh là 770mm. Loại cửa này rất được ưa chuộng sử dụng trong các tòa nhà cao tầng và các khu chung cư bởi vì cái tính chịu lực và chịu rung và tiết kiệm diện tích của nó rất là tốt, và đặc biệt là nó chịu được sự gió tốt. Nó không như những loại cửa hai cánh, nó sẽ có những trường hợp là gió thổi và đập mạnh có thể gây vỡ cửa. Vâng, đây chính là bộ động cơ cửa sổ tự động Movic Screen của ta. Đây là bộ một bộ động cơ Movic Screen và bộ điều khiển đứng từ xa đi đang tiện. Và chúng ta sẽ dùng nó là một bộ nguồn adapter 24V 5A. Bộ động cơ cửa sổ tự động Movic Screen được làm bằng thép không gỉ chắc chắn, là sản phẩm made in Việt Nam với thiết kế vuông vắn và sang trọng, phù hợp với mọi loại cửa trong mọi gia đình. Sản phẩm còn rất an toàn cho người sử dụng với khả năng chống kẹt và chống quá tải. Như mình đã nói vậy thì bộ cửa sổ tự động này sẽ có một chức năng đó là chống kẹt kẹt. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đặt tay ở đây và điều khiển cửa đi lên. Khi mà có vật cản ở đây thì cái gán đẩy này nó gặp một lực cản nhất định, nó sẽ bị nảy ra nhờ cơ cấu lò xo bên trong. Để cửa trở về trạng thái hoạt động ban đầu, ta chỉ cần ấn nút lên hoặc xuống để cửa tự đi hết hành trình. Sau khi đi hết hành trình, cửa sẽ trở về trạng thái khi như chưa gặp vật cản. Vâng, vậy hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng bộ động cơ cửa sổ tự động combo Movic Screen. Nếu các bạn thích video này, hãy like, subscribe kênh YouTube của mình. Còn nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy comment hoặc liên hệ số điện thoại hotline mình đã để trên video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.